Cực khó đấy em ơi, hiện tại shop dòng thần com mới khai trương cho nên là khuyến mại lập thẻ, khuyến mại lập thẻ nha anh em. 100k anh em nhận 110k, 200 nhận 220k anh em nhá. Hiện tại thì đang bán vàng là X3K7 giá tốt nhất thị trường nha anh em. Và bán ngọc và làm nhiệm vụ tất cả các loại dịch vụ luôn. Ngoài ra hiện tại shop đang bán lịch giảm giá rất là tốt luôn anh em ơi. Khuyến mại rất nhiều. Ngoài ra thì ở trên này có khá là nhiều gian đùm để cho anh em tha hồ quay và trúng những cái nước cực kỳ là khủng, chỉ với giá là 10k đến 20k thôi nha anh em. Dưới này thì có rất là nhiều than đun để cho anh em thao lựa chọn nha. Hãy lên ngay shop dòng thần. Yo và xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình vẫn là Vi Minh đây. Thì bây giờ còn khoảng là 6 phút nữa anh em ạ, 6 phút nữa là bảo trì anh em nhá. Đây bây giờ mình sẽ test cho anh em xem này, 6 phút nữa bảo trì anh em ạ. Đây bây giờ sẽ thử mua nhá. Đấy, hệ thống sẽ bảo trì trong vòng vài phút nữa. Một bạn đứng cạnh mình kêu mình là idol. Được của nó. Đấy, cảm ơn bạn nhiều, cảm ơn. Đấy, okay, chạy. Ok, thì kiểu sau bảo trì sẽ có những cái gì? Thì chắc chắn là bảo trì nó sẽ có một là fix, hai là ra sự kiện. Thì lần này sẽ là ra sự kiện anh em, rất là vui luôn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là vào trang chủ hợp đồng nha anh em. Thì mình sẽ gọi là sẽ thông báo cho anh em một số thứ. Đấy, ok nhá. Đấy, 8 phút nữa là bảo trì rồi. Bảo trì nhá. Đấy, bảo trì thì nhanh thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào này. Thì anh em có thể thấy là hiện tại bây giờ là 5 giờ. Mình quay ở lúc 5 giờ 55 phút ngày 17 tháng 7. Đó. Thì đây, ở phần thông báo này thì nó ghi là thông báo sự kiện hè này. Thì có nhiều anh em bảo là không vào được trang chủ Ngọc Rồng ấy. Nhiều anh em ghi là ngocrongonline.com này thì không vào được trang chủ. Thì mình cũng phải nói như thế này, tại vì là nhiều máy nó bị lỗi phần này, với lại là một thời gian trước ấy, thì nó cũng bị lỗi anh em nhá. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại là bây giờ anh em ghi này hoặc là forum.ngocrongonline là vào được hết nha anh em. Phần Ngọc Rồng Online này nhá, ở trên Facebook này với lại ở trên diễn đàn. Đấy, diễn đàn chính ấy thì mình thấy cái này nó thông báo sớm hơn này. Tận 19 phút, ở bên này thì là 7 phút trước thì nó nhanh chậm hơn là mười mấy phút đấy. Thì mình sẽ gọi là thông báo cho anh em sự kiện hè sẽ có những cái gì nha anh em. Đầu tiên là admin kiểu chào các cư dân, chào hè 2020, Ngọc Rồng sẽ mở ra sự kiện với những nội dung như sau. Mà mình cũng phải thú thật với anh em là mình nghỉ hè phải được 3 tuần rồi, cày ở nhà bục mặt ra. Đấy. Mà bây giờ admin mới nghĩ là đến nghỉ hè, không hiểu kiểu gì anh em ạ. Nghĩ nó chán nhưng mà thôi, có còn hơn không đúng không anh em. Thì bây giờ mình sẽ gọi là đọc cho anh em một số thứ liên quan đến sự kiện để tóm tắt lại cho anh em nhá. Và hướng dẫn anh em một số thứ nếu mà mình biết. Ok, rồi đầu tiên là thời gian diễn ra sự kiện nhá. Thì là ngày 17 tháng 7 đến hết ngày 23 tháng 8 nha anh em. Tức là chúng ta sẽ có khoảng là hơn 1 tháng dành cho cái sự kiện hè này. 23 tháng 8 là lúc đấy mà mình đi học sắp bàn lờ rồi. Mình thì 15 tháng 8 nó bắt đầu học rồi anh em ạ. Đấy, nội dung sự kiện này thì trong thời gian diễn ra sự kiện thì tại Santa chúng ta sẽ có bán một sản phẩm là quần hoa nha anh em. Nghĩ đến quần hoa là mình nghĩ đến cái anh Huy quần hoa mà làm Photoshop ấy. Anh em nào mà hay Photoshop chắc biết đúng không? Thì chúng ta sẽ khi mặc vào thì các cư dân phải cởi áo và cởi cả trang ra trừ avatar em nhá. Thì mặc avatar vào thì thực ra là cái câu này thì nó hơi ấy em ạ, tại vì là nó avatar nhiều cái nó chả tăng cái gì luôn nhá. Ok, đấy, đánh quái sẽ có cơ hội nhận được vỏ sò, vỏ ốc này, cua sao biển các thứ nhá. Đấy, xíu nữa mình sẽ hướng dẫn anh em cách kiếm X99 cái này luôn, uy tín luôn anh em ạ. Thì tại Santa cũng có bán thêm trái dừa này. Khi sử dụng dừa thì chúng ta sẽ có thể là tăng tỷ lệ đánh rơi ra các vật phẩm đây, đánh quái rơi ra vỏ ốc này, vỏ sò anh em nhá. Đấy, tích vỏ ốc, vỏ sò, sao biển và mang đến quy não, camê đổi quà nhá. Nhiều phần thưởng hấp dẫn đang chờ đón cư dân. Mẹ biết thừa. Cực hot anh em ơi, hiện tại trên shopvimin.com đang bán vàng với giá là X3K8 nha anh em. 10k anh em nhận 38 triệu, 100k nhận 380 triệu, 1000 cũng bán nha anh em, là thẻ hoàn toàn không bị trừ chiết khấu nha. Hiện tại đã có vàng xe 8 bán X2K4 nha anh em. Đó, ngoài ra thì hiện tại link trên shop của mình đã giảm giá là 20% nha. Trước đã rẻ rồi, bây giờ càng ngày càng rẻ thêm em nhá. Ngoài ra thì cái kho đồ giá rẻ mình đã cập nhật rất là nhiều đồ ở đây rồi, đủ 7 server cho anh em tha hồ lựa chọn nha. Ngoài ra thì cái vòng quay đồ này mình đã giảm giá xuống là 20k nha anh em, cứ quay là trúng thôi anh em ơi. Ngoài ra thì có rất là nhiều gian đun vòng quay ở dưới này này, em lên shopvimin.com để hộ mình. Một là 20k vàng, hai là hai ngọc, ba là một viên cao su kỳ bí, thứ tư là mấy chục nghìn sức mạnh tiết thừa, chắc Ngọc Rồng chắc lại được đây. Còn ghi này, bật mí thêm, nếu bạn chọn đổi Ngọc Rồng thì sẽ nhận được Ngọc Rồng xịn gấp đến 1.000 lần. Thôi bố đừng có nói phét nữa, gấp 1.000 lần chắc ra 4 sao.
mẹ còn đâu là tinh 6-7 sao mẹ biết thừa. Mẹ ông lừa ai chứ lừa tôi chơi game 6-7 năm mẹ. Tôi biết hết rồi nha, biết hết rồi nha. Lần sau ông bỏ ngay cái trò ghi gấp 1.000 lần nhá. Tôi chọn vàng, tôi còn 20k vàng chứ tôi chọn rơi ra ngọc rồng 7 sao chắc tôi chết, đúng không? Ok, rồi chúng ta sẽ đến với đặc biệt. Chỉ trong thời gian diễn ra sự kiện thì ở Santa mới bán được những cái cải trang hot và được mong chờ nhất. Ok, thì trong cái thời gian diễn ra sự kiện này thì chúng ta sẽ có thêm là sự kiện X2 cuối tuần nha anh em. Thì từ 18 giờ, tức là sau cái clip này của mình sẽ có sự kiện X2 và đến 9 giờ sáng ngày 20 tháng 7. Đó, rất là ok. Thì trong thời gian diễn ra sự kiện thì anh em biết rồi, thì chúng ta sẽ quan tâm đến là sẽ có sự kiện khi mua bùa sẽ được nhân lên X3 và sẽ giảm giá tự động tập luyện còn 1 ngọc. Đấy, thì đây là cái ảnh của admin đây. Và trong cái fanpage này thì admin cũng thông báo như vậy thôi. Đó, nhưng mà cái này thì nó chậm hơn anh em nhé. Đó. Đấy, nói chung là bây giờ admin cũng fix hết tool các thứ rồi, gọi là cũng triệt để rồi, cho nên là cũng ok anh em ạ. Rồi, đấy. Thì hiện tại trong game thì đây mình sẽ cho anh em xem này. Trong game thì game vẫn chưa bảo trì đâu nha anh em, vẫn chưa bảo trì đâu. Đó, thì mình vẫn là gọi là tung tăng trong game được. Thấy chưa? Vẫn tung tăng bình thường. Đấy, game bây giờ thì mình chơi thấy khá là hay đấy anh em ạ. 30 phút nữa là bảo trì rồi nha anh em. Đấy, thì đấy, mình chỉ thông báo cho anh em vậy thôi nha anh em. Đó, thì sẽ có ra sự kiện như vậy. Còn cái mà liên quan đến kiếm X99 vỏ sò thì trong clip sau mình sẽ hướng dẫn anh em chi tiết và nhiệt tình nha anh em. Cảm ơn em đã dành thời gian xem clip của mình nha. Bye bye anh em và hẹn em trong thời gian sớm nhất. Bye bye.